Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một số những cái thông tin nổi bật liên quan đến crypto đi Nhưng mà trước khi mình nói về những cái thông tin chi tiết về crypto đó thì tôi muốn chia sẻ một điều với các bạn Tuy là cái sự kiện của đồng UST và Luna đó thì không liên quan đến các stablecoin khác Và các platform lấy lại nhưng mà lập tin của Thuận nó cũng đã có phần giảm rồi cho những cái platform Như là BlockFi, Nexo, Celsius Thì Thuận nó cũng đang trong cái quá trình là giảm bớt cái số lượng tiền để trên những cái nền tảng này Thuận vẫn sử dụng hiện bây giờ, Thuận vẫn còn sử dụng Crypto.com, BlockFi vân vân thường vẫn không để tiền nhưng mà ít hơn là cái số lượng thường có trước đây tại vì đây đó không có phải là vì một lý do nào hết hay là thường biết thông tin gì chỉ là thường muốn giảm bớt rủi ro mà thôi thì không biết là nhiều bạn à, cũng sử dụng những nền tảng này cho nên à, thường cũng muốn chia sẻ với các bạn để các bạn biết là làm gì mà thôi. Rồi, chúng ta bây giờ nói tới một số những cái hobby ầm đi. Thì trước hết á Sentiment chia sẻ một cái à, biểu đồ, đây là biểu đồ năm 2021. Thì Sentiment nói đó là chúng ta có thể nhìn vào cái dữ liệu màu vàng trên màn hình á, đây là cái dữ liệu thống kê mỗi lần mà ai nói buy the dip có nghĩa là bắt đáy thì chúng ta thấy được là khi nào mà giá cả mới có cái sự chuyển hướng thì dựa theo sentiment đó, là chúng ta nhìn vào năm 2021 đi khi mà giá cả xuống từ 63.000 xuống 29.000 đó thì khi bắt đầu đi xuống chúng ta đều là có rất nhiều người ở trên Twitter những mạng xã hội đó thì nói là bắt đáy buy the dip buy the dip à, nhưng mà giá cả tiếp tục đi xuống Sau đó đó giá cả xuống thêm một tháng nữa Chúng ta vẫn thấy có một số người Vẫn tiếp tục nói là buy the dip, buy the dip Thì giá vẫn tiếp tục đi xuống cho đến khi nào? Cho đến thời điểm là giữa tháng 7 đó, các bạn thì được lúc đó giá đã xuống chỉ còn có 28, 29 000 đô thôi. Thì lúc này đó, đã rất ít người còn nói buy the dip, cái số lượng người mà còn hô hào buy the dip đó, đã giảm rất nhiều rồi. Và đó thường là cái dấu hiệu chuyển hướng. Chấm như thời đã chia sẻ với các bạn, Bitcoin sẽ chuyển hướng khi mà người lạc quan cuối cùng trở thành bi quan. Thì chúng ta thấy được là bây giờ ra sao thì sentiment chia sẻ là chúng ta đang thấy hiện tượng tương tự xảy ra. Chúng ta có thể thấy được là tháng 12 đó khi mà giá cả bắt đầu đi xuống từ 69.000 đó, rất nhiều người uh, buy the dip, buy the dip rồi. Right? Sau đó chúng ta được là tháng 1 cũng vẫn còn một số lượng người nói buy the dip nhưng mà bây giờ là thấp hơn rất nhiều rồi. Tới tháng 5 đó khi mà giá cả xuống mấy tháng qua đó thì cho tới thì bây giờ rất ít ai nói buy the dip. Và chúng ta cũng đang thấy là gần đây cũng không nghe thông tin đến từ Michael Saylor hay là tâm thống như Bill Berkeley thu mua thời điểm hiện tại nữa. Thì điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa là sentiment chỉ chỉ ra cái sự trùng hợp giữa năm ngoái và năm nay mà thôi. Và chúng ta thấy được là bây giờ cái số lượng người lạc quan rất là thấp ở trên thị trường cái số lượng người mà hô hào buy the dip rất thấp hiện bây giờ có thể là cái điểm chuyển hướng thực sự của BTC đó là dựa theo sentiment Crypto Khoan thì chia sẻ đó là hiện bây giờ chúng ta đang có rất là nhiều những cái đồng ổn định trên thị trường Tuy nhiên gần đây chúng ta thấy được cái sự bán rất là nhiều Thì rất nhiều những đồng ổn định tổng cộng là 25 tỷ hiện tại Tuy nhiên các bạn thấy được là không phải 25 tỷ hiện tại này đó là chờ sẵn để mà thu mua Có một số Giống như là The Chain cũng đã chỉ ra được ta có thể là một số những cái đầu ổn định này là dùng để làm thế chấp, để sử dụng đòn bẩy cũng có thể. Nhưng mà cái mà Crypto không có nói đây đó là nếu như mà thị trường thực sự là muốn đổi hướng đó thì đang có sẵn rất nhiều những độ ổn định trên sàn. Coinbase cũng chia sẻ đó một cái tài liệu đó chính là khi mà chúng ta nhìn vào cái thống kê này của Coinbase thì một cái dịch vụ rất nổi tiếng của Coinbase đó chính là dịch vụ uh, mua bán OTC, mua bán thỏa thuận cho những cái quỹ đầu tư lớn đó thì khi mà họ mua qua Coinbase thì Coinbase sẽ lưu trữ crypto cho họ chứ không lại các bạn kêu họ đi mua một đống những cái máy ví dụ lạnh để mà chia để giữ, Coinbase sẽ giữ cho họ thì chúng ta thấy được là thống kê cho thấy đó là cái số lượng Bitcoin đã được lưu trữ quý 4 của năm 2020 tới bây giờ đó thì cái số lượng quý 1 năm 2022 đó đã tăng 296 lần so với lại quý 4 của năm 2020. Có nghĩa là chúng ta ngày càng thấy nhiều Bitcoin đang được lưu trữ ít ra ở Coinbase cho những quy đầu tư này. Thì có thể các bạn thấy được là họ vẽ gì thì cũng không có đúng tại vì có hai cái thanh rất là cao. Thì chúng ta được là hai cái thanh này đó là trong cái thời đỉnh điểm gần đây cái quý 2 của năm 2021 đó, lúc đó các bạn thấy được giá lần đầu tiên đạt cái mức là 63.000. Quý 4 năm 2021 đó là lúc đó giá đạt 69.000. Thì nếu như chúng ta không có tính những cái đợt mà có cái sự FOMO lớn này tại vì giá đạt đỉnh á, chúng ta chỉ tính cái mức thấp thôi thì theo thời gian đó chúng ta cũng thấy được là càng ngày càng có nhiều những quy đầu tư đó vẫn tiếp tục lưu trữ Bitcoin với là Coinbase hiện tại có nghĩa là chúng ta thấy được là những người đầu tư lớn họ vẫn còn lưu trữ bitcoin và bên dưới này đó là thống kê đến từ crypto coin thì họ nói đó là dựa theo tài liệu on chain đó chúng ta thấy được là từ thời điểm là tháng 12 của năm 2020 chúng ta thấy được lúc đó đó là giá btc là khoảng 23.000 đô mà thôi đã có tổng cộng là 10.939 bitcoin có nghĩa là đáng giá khoảng chừng 335 triệu dựa theo giá ngày hôm nay đã được gửi tới để mà giữ trong cái dịch vụ Coinbase Custody Cho đến ngày hôm nay đó, những cái Bitcoin đó đã lời vẫn lời tổng cộng là 30% Đừng nói tới là các bạn thấy được là Năm 2021 đó đã có hai đợt Một đợt giá lên tới 63.000 Một đợt giá lên tới 69.000 Họ lời rất nhiều thời điểm đó Nhưng mà dựa theo tục hoa đó, Thì họ đối chiếu tới bây giờ Tháng 5 năm 2022 với lại Tháng 12 năm 2020 thì các bạn thấy rất rõ ràng là hầu như phần lớn cái số lượng Bitcoin này vẫn nằm ở Coinbase có nghĩa là chúng ta có một số những cái cá voi vẫn rất tin tưởng vào thị trường này đến nỗi mà các bạn thấy giá của BTC đạt đỉnh hai lần mà cái số lượng Bitcoin này vẫn không di chuyển ra khỏi Coinbase đây cũng là một cái dấu hiệu Hopium tôi muốn chia sẻ với các bạn ngoài điều này ra thì chúng ta thấy được là gần đây đó chúng ta vẫn có những cái dấu hiệu như là chúng ta thấy đây là dấu hiệu được chia sẻ bởi Class No thì đây là một cái tính các bạn thấy được bên dưới này đó là có cái đường là từ màu nhạt tới màu đậm thì mỗi lần mà chúng ta thấy màu đậm xuất hiện ở trên màn hình những cái khung mà có cái hình bầu dục này đó là những cái lúc mà chúng ta thấy có cái sự tích lũy nhiều màu đậm như là tích lũy thì chúng ta đã thấy đó là gần đây chúng ta lại thấy cái dấu hiệu tích lũy trở lại và thường nó không phải lúc nào cũng chính xác. Tại vì các bạn thấy được là có một lần mà có nhiều cái sự tích lũy đó chính là đỉnh của năm 2017 Sau đó chúng ta đi vào một đồng crypto Thì không phải lúc nào cũng đúng Nhưng mà phần lớn đó khi mà chúng ta thấy có dấu hiệu tích lũy nhiều Thì chúng ta thấy được là thường là cái xu hướng là giá cả có thể tiếp tục có cái sự tăng trưởng Đó là điều mà được chia sẻ ở đây bởi Classno Nhưng mà đương nhiên các bạn thấy được là không phải lúc nào cũng đúng Nhưng mà ít ra đó chúng ta thấy bên dưới này thì những cái Bitcoin được lưu trữ bởi những ví mà dưới 100 BTC đó Các bạn thấy được là vẫn tăng trưởng liên tục từ tháng 2 cho tới bây giờ đó chính là cái đường mà màu đỏ các bạn nhìn thấy có nghĩa là chúng ta thấy được đó là đương nhiên có một số những người bán cho nên giá nó mới đi xuống cũng có một số những cá voi cũng bán bị của mình nhưng mà lại bị thu mua bởi những cái địa chỉ ví mà dưới 100 BTC và chúng ta có thấy được là chỉ có một cái dấu hiệu ngắn gần đây đó lúc mà chúng ta thấy cái sự lo sợ về Luna mà USD đỉnh điểm cách đây khoảng chừng là 2-3 tuần đó thì chúng ta cũng thấy là có một số những cái địa chỉ ví này cũng đã lo sợ giờ bán nhưng mà bây giờ họ lại trở lại với con đường là tích lũy thêm cho nên bây giờ chúng ta vẫn thấy được là cái số lượng Bitcoin bán gần đây được thu mua bởi những cái ví lưu trữ dưới 100 BTC thường cũng đã từng cùng các bạn tìm hiểu những cái ví cho vô gần đây rồi và đây những cái hopium thường muốn chia sẻ với các bạn trong mấy video ngày hôm nay. Thường hy vọng là thường đã bập tụ hopium cho các bạn. Chúng ta bây giờ nói tới một số những cái tài liệu on chain căn bản đi rồi một số những cái thông tin nổi bật hôm nay thường muốn chia sẻ với các bạn. Trước khi chúng ta kết thúc cái video này thì các bạn thấy được là nhìn vào tài liệu liên quan đến cái số lượng Bitcoin đang có lợi hiện tại dựa theo Glassnode đó thì chúng ta cũng thấy là có cái sự tăng trưởng trở lên bây giờ mức là 62% Bitcoin đang có lời dự thật no, và chúng ta thấy là cái đường màu cam này đó chưa hề đụng tới cái đường màu xanh lá cây bên dưới có như chúng ta vẫn chưa vào cái dùng đó đã có cái sự hồi phục trở lại rồi chúng ta thấy là cái tài liệu liên quan đến cái số lượng Bitcoin trên sàn gần đây ra sao thì thực ra cũng không có gì đặc biệt các bạn thấy được là từ cái thời điểm là ngày 18 tây tháng 5 tới bây giờ đó trên căn bản cái số lượng bitcoin trên sàn nó đi hàng ngang không có xuống thêm nữa hay là không có tăng thêm và chúng ta nhìn vào Ethereum đó thì ra sao thì để không refresh cái biểu đồ của Ethereum để mà chia sẻ với các bạn thì gần đây đó chúng ta cũng thấy là có thêm một chút xíu ether À, đẩy lên trên sàn nếu các bạn tính từ ngày 26 tháng 5 tới bây giờ Có nghĩa là trong vòng khoảng chừng 5 ngày qua Thì đúng là có thêm một chút xíu y từ trên sàn Nhưng mà nếu các bạn trả trở về à, tính cái thời điểm là giữa tháng 5 tới bây giờ đã, Thì cũng giống như là BTC Cái xu hướng là cũng đi hàng ngàn mà thôi Bây giờ chúng ta hãy nói tới một số những cái tài liệu đó bật ngày hôm nay Thì trước hết á, chúng ta sẽ nói tới Ấn Độ đi Thì chúng ta thấy được có thông tin á, là nước Ấn Độ cùng với lại quỹ tiền tệ quốc tế là IMF đó họ cũng đã cùng nhau để đang làm một bài khảo sát liên quan đến crypto. Cái mà mình thường muốn chia sẻ ở đây đó là đây là một cái tài liệu tư vấn mà thôi chứ không phải là luật hay gì hết. Thì chúng ta thấy được là trong đây đó có gì các bạn cần quan tâm thì điều mà thường cảm thấy thú vị đây đó là thứ nhất họ nói tới họ có nghĩa là ngân hàng trung ương Ấn Độ thì họ nói tới là nếu như mà muốn có luật crypto hiệu quả đó thì luật crypto phải là một lực là bao quát có nghĩa là chúng ta cần phải có một lực xem tiền kỹ thuật số chung với lại những cái tài sản trong thị tài chính và có một cái lực bao quát thì mới hoạt động được thứ gì nữa đó là họ nói nếu như mà Ấn Độ một ngày nào đó cho dù là họ muốn cấm crypto đi nữa đó thì họ cũng sẽ không thể thành công nếu như mà quốc tế không có theo một lòng các bạn thực đây là một điều rất quan trọng trước đây là ấn độ liên tục hù là sẽ cấm bịch con cấm crypto bây giờ thì ngân hàng chưa ấn độ nói gì họ nói rất rõ ràng là cho dù là họ muốn cấm crypto đi nữa đó thì họ cũng không thể thành công nếu như mà thế giới không có cùng họ cấm đây là điều rất là quan trọng làm sao mà các bạn thấy là thế giới cùng nhau cấm một cái gì được như bạn hỏi là thường có bao giờ lo là cả thế giới cùng nhau cấm bitcoin hay là không thì đương nhiên thường không có lo rồi các bạn có nhớ lần cuối cùng cả thế giới đồng lòng là khi nào hay là không những thứ cực kỳ quan trọng như là bảo vệ môi trường hay là vũ khí hạt nhân hay là quyền lợi súng ống quyền tự do ngôn luận những thứ đó chúng ta còn chưa có đồng lòng nữa thì nói đi là một thứ như là bitcoin crypto có thể mang tới lợi nhuận có thể mang tới công an việc làm cho quốc gia có thể mang tới thuế cho quốc gia thì làm sao mà đồng lòng được chúng ta chuyển qua nói tới nước nga đi thì nước nga đó là một nước cũng có cái sự phức tạp tại vì các bạn thấy được nước nga đó là có hai đơn vị và hai đơn vị này có cái sự đối đầu với nhau khi mà nói tới bitcoin và crypto thứ nhất đó là ngân hàng trung ương nước nga ngân hàng trung ương nước nga hầu như rất là ghét crypto các bạn đã nhớ là có những cái tin đồn là ngân hàng trung ương nước nga muốn cấm đạo bitcoin và cấm bitcoin nhưng mà ngược lại đó bộ tài chính nước nga thì lại rất thích crypto và các bạn hãy nhớ là cái sự lộn xộn cái tê vài tháng sau đó là tổng thống vladimir putin cũng đã nói là không nước nga không có ý định là cấm bitcoin và crypto và không có ý định là cấm đào bitcoin đương nhiên rồi các bạn thấy được là chúng ta thấy tình hình bây giờ đó đây cũng là một cái thị trường có thể mang tới nhiều lợi ích cho nước nga thì hôm nay nó ngân hàng trong nước nga cũng đã thả lỏng hơn một chút nói là trên căn bản đó, nếu như mà thật sự nước Nga muốn dùng Bitcoin, nói riêng đây, dùng Bitcoin hay là một số những cái crypto khác làm phương tiện thanh toán trên thế giới đó thì ngân hàng trung ương nước Nga cũng có cái sự ủng hộ, mặc dù họ tiếp tục nói là crypto đó thì vẫn có cái sự nguy hiểm, cho nên họ vẫn luôn dè dặt về cái sự chấp nhận Bitcoin và crypto, nhưng mà nếu như mà nước Nga muốn thì họ cũng không có phản đối đâu. Đây là cái thông tin đến từ nước Nga mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Hầu như hôm nay là thông tin thì dòng quanh thế giới luôn các bạn Chúng ta bây giờ hãy nói tới uh, Panama đi Thì Panama có một ngân hàng Ngân hàng này là họ nói là top 30 Thì cũng là một ngân hàng nhỏ mà thôi Nhưng mà các bạn thấy ngân hàng này là ngân hàng Tower Bank thì ngân hàng Tower Bank đó là một ngân hàng mà cũng lâu đời 40 năm và có khoảng chừng là 200 nhân viên Thì ở trên Twitter đó họ nói là họ sẽ là một ngân hàng mà rất là thân thiện với lại Bitcoin Điều đó có nghĩa gì chúng ta không biết Nhưng mà ít ra thì chúng ta thấy được là ngân hàng này đó Tower Bank cũng đã để cái laser lên trên cái building của họ hiện bây giờ Đó là ngân hàng Tower Bank ở Panama Chúng ta chuyển qua nói tới Singapore đi Thì đấy là thông tin mà cũng nhiều bạn đang nói tới hiện bây giờ thuận nên thì không cảm thấy thông tin này có gì đặc biệt hết tại vì chúng ta thấy đó là bộ tài chính của Singapore đó nói là họ đang làm việc với là ngân hàng jp morgan chase ngân hàng lớn ở hoa kỳ đó để tìm hiểu cái uh, tiềm năng của defi thì khi mà đọc thông tin này trên là nhiều người đó là rất là vui khi mình thông tin này nhưng mà thật ra các bạn đọc kỹ hơn đó thì đúng là họ sẽ hợp tác với lại JP Morgan để tìm hiểu về DeFi và nhất là tìm hiểu về làm sao để có thể là token hóa trái phiếu và tiền gửi vào ngân hàng dựa theo những cái hợp đồng thông minh nhưng mà các bạn đọc kỹ thêm nữa đó, các bạn thì là họ sẽ sử dụng một cái mạng lưới gọi là JP Morgan Onyx. Thì đây là một cái mạng lưới tư nhân của JP Morgan. Có nghĩa là không phải là cái mạng lưới công cộng như chúng ta thấy những đồng như là Bitcoin tiêu bây giờ đâu. Cho nên thật ra, cái mà họ nói đây đó là họ sử dụng blockchain tư nhân của JP Morgan để có thể quản lý những cái tài sản token này chứ không phải là sử dụng bất cứ một cái mang lưới công cộng nào mà chúng ta biết và đương nhiên không phải là chỉ riêng là cây bộ tài chính của nước Singapore đâu các bạn thấy được là ngân hàng của nước Pháp đó là BNB Paribas cũng đang sử dụng Onyx bây giờ nói chung đó thì Singapore cũng là một quốc gia mà làm thường cũng khá là thất vọng các bạn thấy được là trước đây đó Singapore là một trong những quốc gia rất là có thiện cảm với lại crypto nhưng mà không biết tại sao gần đây các bạn thấy được là hầu như công ty crypto nào cũng muốn rời khỏi Singapore hết. Chúng ta đã thấy là Binance à, sau khi mà đã được cái bàn hoạt động ở Dubai, họ đã nhanh chóng chuyển rất là nhiều, nhiều những cái hoạt động qua Dubai, Bybit cũng như vậy. Và gần đây đó thì chúng ta được là công ty đầu tư Trilogy Capital cũng đã ra quyết định là họ sẽ di chuyển cái trụ sở chính của họ từ Singapore qua Dubai, tại vì họ cảm thấy được là nền tảng pháp lý của Singapore bây giờ đó không phải là các cao với crypto nhưng mà không có còn thiện cảm như xưa nữa Dubai đã trở thành một quốc gia mà đã lên tiếng rất là ủng hộ crypto và hôm nay là đầu tuần tuy là thứ ba nhưng mà là ngày đầu tiên thì chứng khoán mở lại và chúng ta cũng đã có cái thông tin thống kê những quỹ đầu tư tuần vừa rồi như thế nào và các bạn thấy được là tiền đã trả trở về thị trường này rồi chúng ta thấy đó là đây là tính theo từng tuần một tuần vừa rồi đó tuần trước đó nữa thì các bạn thấy được có rất nhiều tiền đẩy vào trong thị trường này đến từ những cái quỹ lớn như là chúng ta thấy phần lớn là từ quỹ Purpose. Quỹ Purpose này đó là cái quỹ Canada mà chúng ta đều là ngay cả cái quỹ ETF của nước Úc cũng sử dụng cái quỹ ETF Purpose này là cái quỹ Bitcoin Spot ETF. Thì chúng ta đã thấy đó là cách đây 2 tuần thì rất nhiều tiền đã trở về thị trường này nhưng mà hai tuần trước đây đó thì chúng ta đã thấy là vì cái sự kiện liên quan tới Luna và USD đó thường cảm thấy là cũng khiến cho nhiều nhà đầu tư lớn sợ hãi và cũng đã có một số tiền rút ra nhưng mà bây giờ chúng ta thấy được là tôi như rồi lại có tiền đi trở lại thị trường này và chi tiết hơn đó là chúng ta thấy được là 87 triệu đã trở về thị trường này tuần vừa rồi tính một tuần mà thôi nhưng mà phần lớn đó là đi vào cái quỹ Purpose ETF đây là dấu hiệu là cái nhu cầu của cái quỹ Bitcoin Spot ETF đang tăng lên Có thể là nhu cầu đến trực tiếp từ Canada hay là đến trực tiếp từ nước Úc Tại vì cả hai đều sử dụng cái quỹ này là là chính hiện bây giờ Và cái số lượng tiền 87 triệu này đó thì họ đi vào chủ yếu những đồng nào Thì các bạn thấy được là phần lớn đi vào Bitcoin Cái đó là chúng ta thấy được Solana và một số những đồng khác nhưng mà có một điều đó là các bạn thấy được Ethereum lại có 11,6 triệu rời khỏi tương vừa rồi và Ethereum là một đồng mà các bạn thấy được từ đầu năm tới bây giờ đó đã có 250 triệu rời khỏi cái quỹ của Ethereum rồi tuy là vẫn là một cái quỹ đứng thứ nhì sau Bitcoin những cái công ty này đó họ lưu trữ tổng cộng là 24 tỷ BTC và 7,7 tỷ Ethereum nhưng mà các bạn thấy được Ethereum là một trong những đồng mà liên tục bị tiền rút khỏi thị trường này từ những cái quỹ đầu tư này từ đầu tới bây giờ còn về cái số lượng tiền đi vào trong những cái quỹ đầu tư này ra thì đến từ đâu thì chúng ta thấy là phần lớn 72 triệu đó là đến từ Bắc Mỹ còn ở châu Âu là 15,5 triệu tổng cộng còn ba thông tin nữa tôi muốn chia sẻ nhanh với các bạn rồi chúng ta kết thúc cái video này thứ nhất là chúng ta thấy là sau cái sự kiện liên quan tới cái testnet của Ethereum nó liên quan tới có một số lốc nó bị thay đổi vị trí Thì uh, hình như cái đó đã được giải quyết rồi Tại vì bây giờ đó chúng ta vẫn thấy là cái uh, testnet Robson sẽ thử nghiệm cái uh, merge Nghĩa là cái sự tích hợp ở trên mạng lưới testnet Và sau khi mà thành công đó thì họ sẽ thử nghiệm trên mạng lưới chính thức Và cái ngày mà họ sẽ thử nghiệm cái sự tích hợp giữa Ether Proof of Work và Ether Proof of Stake đó Sẽ là ngày 8 tây tháng 6 Thì tới bây giờ chúng ta vẫn thấy là vẫn đi theo cái lộ trình thì hy vọng là chúng ta sẽ sớm có mạng lưới Ethereum Proof of Stake hoàn toàn. Kế tiếp đó thì BNB cũng đã đưa ra một cái roadmap phát triển mới nhất của BNB. Đây là một cái mạng lưới mà chúng ta ít nghe nó cập nhật. Thì Binance Chain nó lần cuối cùng chúng ta nghe nói là tháng 2 mới đây. Các bạn đã nhớ là trước đây chúng ta có Binance Chain và Binance Smart Chain. Thì hồi tháng 2 của năm nay đó, hai cái này đã tích hợp lại thành một thì chúng ta thấy được là bây giờ đó đã, đã có thêm một số những cái cải tiến trong thời gian tới đây phần lớn đó là cải tiến liên quan tới làm sao để có những cái chen phụ đó nghĩa là side chain và làm sao để có thể là có tốc độ nhanh hơn trên mạng lưới và một điều khác nữa đó được nói đến là làm sao để cho mạng lưới nó phi tập trung hơn tại vì mạng lưới BNB là một mạng lưới mà nhiều người cho là tập trung hơn tại vì các bạn thấy là cho dù là cái đề xuất BEP 131 đó là nếu như mà được kích hoạt thì chúng ta sẽ có tới là khoảng chừng 41 vài data, nghĩa là 41 những cái máy chủ để mà giải quyết những giao dịch nhưng mà trên căn bản 41 vẫn là con số rất là tập trung đối với thuận nhưng mà ít ra chúng ta cũng nghe nói tới cái sự cập nhật kế tiếp của mạng lưới BNB và cuối cùng là Terra Luna Các bạn sẽ không thể nào trốn thoát được những thông tin liên quan đến Terra đâu Thì có thể là một số bạn thắc mắc Vì cái số lượng đồng Luna mới airdrop các bạn nhận được tên là thấp hơn các bạn nghĩ Thì dựa theo cái Twitter của Terra Money Thì họ nói là họ biết là có một số những cái sự uh, sai sót xảy ra Thì họ vẫn đang tính toán lại Cho nên như mà nào mà nhận được airdrop Luna Thì có thể là nh nhận thêm sau này Nếu như mà họ tính toán là các bạn chưa nhận đủ Đó là cái uh, thông tin mới nhất đến từ theo luna mà tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay là cái ngày đầu tiên thị trường mở cửa trở lại cho nên rất nhiều những cái thông tin thường cố gắng để mà gộp những thông tin này lại một cách logic để mà chia sẻ với các bạn thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều cái giá trị trong cái video này và một lần nữa đó thùng muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay nhưng mà nào mà con thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital đó thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia thăm mô link của thùng capital giống như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance, các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là sàn Bybit thì có thể nhận được bonus cũng như giảm 10% phí giao dịch tháng đầu tiên, FTX các bạn có thể giảm được tới 10% cái phí giao dịch và những sàn khác như là chúng ta có sàn NEPX, sàn SNEX Và như mà nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Cũng như như mà nào mà không có sống ở Hoa Kỳ đây thì vẫn có thể sử dụng những ứng dụng như là Nexo và BlockFi để gọi crypto lấy lãi và đương nhiên crypto khoan ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta cũng thực hay nói đến Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp make a man bạn. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I got to have it. I ain't even playing got a really bad habit if it moves got to grab it. Feels like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing got